Tại vì tôi kể ông Tiên cho tôi cá rồi, tối con cá nó đập cửa phòng tôi. Nó ông bán vé số, ông nói anh làm gì có chuyện đó. Cái tôi nói có thiệt, bây giờ cái cặp cá còn đang ở dưới nhà tôi kìa, tôi đang rộng ở dưới đó. Thưa quý vị, hôm nay ông già Phạm tôi kể cho quý vị một cái câu chuyện mà không biết quý vị có tin dị đoan hay không, có tin gì hay không thì tôi không biết, nhưng mà cái chuyện này nó có thiệt. Thành ra tôi cố tình tôi quay cái video này để kể cho quý vị nghe chơi. Thì nói chung á là nó cũng tình cờ để kể, tại vì tối hôm qua là cái vé số của Powerball của Mega, chứ cái giải Mega đặc biệt là của nước Mỹ, của Texas á, là có một người ở Florida vừa trúng một cái giải đặc biệt là hơn 1 tỷ bạc, và trong đó có sự đóng góp của tôi. Tôi đóng góp hết 10 mấy đồng. Mà tôi hồi trước giờ tôi không có thích mua vé số quý vị, không có thích. Nhưng mà tại vì mấy đứa cháu tôi về tôi kể câu chuyện này, nó nghe cái nó xúi tôi mua vé số hoài à. Thành ra tôi mua thử, nhưng mà thật ra trên đó hết 10 mấy đồng. Thì cái câu chuyện như thế này nè. Tức là chiều ngày 2 tây tháng 8, tức là cái ngày mà tôi còn bên Việt Nam đó, là tôi qua đây ngày 5 tây. Thì ngày 2 chiều 2 tây là tôi đi qua nhà cái thằng cháu ở bên bên Bến Lức là để quay cái video mà tôi bắt mấy con cá sặc đó. Thì tôi với vợ tôi đi bắt cá sặc mình đã về. Thì trên đường về á, tôi vừa về tới nhà thôi, thì có hai vợ chồng ông Tiên chạy theo phía sau tôi không hai, nhưng mà tôi vừa đậu xe thì hai chồng ông Tiên cũng vừa tới đó. Hai vợ chồng ông Tiên mới cho tôi một cặp cá lóc bự vậy nè, hai con cá lóc bự lắm, bự tôi nắm một nắm không hết, mà một cái nắm tay tôi không hết con cá, mà hai con vậy đó, hai con cá lóc đang thui à. Cho tôi hai con cá thì tôi nhận. Cái bắt đầu tôi mới đem vô trong nhà, tôi mới rộng trong cái thau. Đồng thời tôi lấy cái chảo tôi úp lại, tại vì không có cái gì bự bằng cái đó, thành ra tôi lấy cái chảo tôi úp lại. Cái tôi mới lấy cái băng keo tôi ràng vòng cái gì nè, tại vì tôi biết con cá lóc nó dãi dữ lắm. Tôi mới ràng kỹ lại. Thì chiều ngày hôm đó cho đến tối hôm đó, rồi đến khuya, khi tôi đang ngủ mê, cái tôi nghe cái gì đập vách tôi á, đập đùng đùng, cái lá cái đùng đùng mà đập 4-5 lần vậy đó. Cho nên rằng tôi nghĩ rằng mới ban đầu thì tôi nghĩ cái gì đó, chứ không phải là ăn trộm hay gì á, cho nên tôi ráng tôi nằm luôn. Nhưng mà vợ tôi nghe hoài, cái vợ tôi mới khều khều, anh vậy coi cái gì đó. Cái tôi mới nghĩ rằng con nhỏ em tôi nó ngủ ở ngoài cái gián đó, nó sợ nó bị muỗi cắn hay gì, nó đập cái chân nó vô vách thôi. Cái tôi ra tôi đứng ngay dỗ cái bộ gián nó nằm đó, tôi mới đứng tôi chờ hồi thì không nghe gì hết, nó nằm nó ngủ nó ngáy cũng ngon lành. Cái tôi nghe ở phía sau lưng tôi đập cái đùng, cái tôi mới là tôi biết lúc đó là không phải nhỏ em tôi rồi, mà nó ở đằng sau nhà. Tôi mới chạy ra đằng sau. Thì đằng sau nhà thì có cái phòng ngủ của thằng cháu nó ngủ ngoài đó. Thì tôi mới đứng tôi nghe thử. Thì nó vẫn đang ngủ ngáy ngon lành trong đó. Nó rồi cái cửa phía sau á, thì nó có mấy cái lỗ đinh nhỏ 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 nè. Ở ngoài thì có đèn. Tôi mới đứng trong nhà tôi mới nhìn ra, tôi sợ là ăn trộm. Tôi mới đứng ở trong, tôi đứng xa xa tôi nhìn qua cái lỗ đó. Để qua cái ánh đèn đó tôi thấy có ai chạy qua chạy lại không. Thì tôi đứng mấy phút đồng hồ cũng không có. Cái tôi mới nhớ sực lại cái cặp cá hồi chiều hai chồng ông Tiên cho tôi đó. Tôi mới mở đèn lên thì tôi thấy nó xúc cái dây keo ra. Cái tôi mới lợi tôi dở tôi coi thì đúng trong đó còn có một con thôi, còn có một con cá à. Rồi tôi mới thấy vậy, tôi mới đi kiếm. Thì tôi kiếm vòng cái đít tủ, đít đồ, mấy cái đít bàn đồ vòng vòng đó. Nếu mà con cá nó ra thì nó lóc đâu đó thôi. Tôi đang lon khom tôi kiếm vòng mấy đít ghế thì không có. Cái khoảng chừng 30 giây rồi đó tôi kiếm vòng vòng đó. Cái tôi nghe ở sau lưng tôi đập
tôi đang khum nhà, tôi dởm dưới đất bàn á, thì tôi nghe phía sau đập đùng đùng hai cái. Tôi quay lại thì tôi thấy con cá lóc nó nằm ngay cái cửa phòng của tôi, ngay cửa phòng tôi, và cái đầu của nó đập vô trong cái cửa phòng, nó đập kêu đùng đùng hai cái đó. Thì tôi thấy vậy, tôi mới lại tôi ôm cá lóc, tôi bỏ vô trong cái thau đó lại, tôi ràng keo đó lại. Thì hồi nãy á thì tôi cũng cố tình tôi tìm, là tại vì con cá nó nhảy ra nó ướt, nó phải lóc nó đi, tại nhà lót đứa cháu lót bằng gỗ, thành ra mình nếu mà con cá nó lóc đi nó phải có dấu nhớt, nhưng mà đằng này không thấy gì hết, thành ra mình mới không tìm được nó, không thấy dấu nhớt, không thấy đường nó đi đi chỗ nào hết trơn á. Mà quý vị biết không, từ cái chỗ mà cái con cá nó nhảy lên á, tức là rộng con cá chứ, cho tới cái cửa phòng tôi á là xa khoảng chừng hơn 5 mét, mà con cá là rộng ở dưới cái khu nhà bếp, thành ra từ cái khu nhà bếp mà bước lên cái phòng ngủ, cái chỗ tôi nằm đó, là phải bước qua hai cái bậc tam cấp vậy, tức là lên vậy rồi lên một bậc nữa, tức là hai bậc. Mà tôi không hiểu làm sao con cá nó lên đó được, mà nếu mà nó lên đó được thì nó phải nằm xuôi cái đầu về cái hướng này, nhưng mà lần này nó nằm quay đầu ngược lại, nó quay đầu ngược lại nhưng mà không có dấu vết gì hết, nhưng mà nó lại lật ngửa lên nữa, nó nằm lật ngửa mà cái đầu nó đập vô trong cái cửa hai cái. Cái thấy vậy thôi, tôi bỏ con cá vô rửa tay rồi xong xuôi tôi đi ngủ. Sáng ra cái tôi gặp ông bán vé số, ông nhắn vé số thì ngày nào ông cũng tới đó, cứ khoảng 7 giờ mấy là ông tới rồi, ông tới. Tôi mới hỏi chứ anh bán vé số mà anh có biết cái số đề của con cá lóc là bao nhiêu không? Ông nói là 30-70, con cá lớn là 70, con cá nhỏ là 30. Cái tôi mới hỏi ông chứ giờ anh có con số 30 hay số 70 không? Ông nói tôi không có. Cái tôi mới nói ông, tôi nói nếu mà bữa nay anh đi bán mà có bạn bè gì có số 70 á thì anh đem hết lại tôi mua. Cái ông đi tới chiều, tôi về tới chiều tôi trông hoài không thấy ông tới, thì tôi nói trong bụng, tôi nói vậy là cái này đâu phải ông trời ông cho mình, nếu mà ông cho mình á thì ông cho luôn cái vé số, còn lần này ông không cho, tức là ông không cho mình vé số. Thằng cháu tôi nó cái hồi mà nói chuyện với ông bán vé số á, thì nó lại nói, nó nói cậu à, con cá lóc á là 70 mà cậu là thứ tư, cho nên bây giờ con nghĩ là bây giờ mình mua số đề là số 470. Tôi nghe cũng ngộ, tại vì hồi xưa giờ mình không có vấn đề, không có mua vé số là tôi cũng không biết. Thì nó nói sao mình nghe vậy, nó nói nó để nó mua, tại vì nó nói mình mua 3 con á thì mình phải bao lô thì nó nhiều tiền lắm, nhưng mà con mua. Cái nó nói vậy thôi, cái nó đi làm tới chiều, cái nó quên mua cái chiều, cái nó về cái nó trời ơi cậu, con quên mua số đề rồi. Coi lại á, là quý vị biết không, hai đài, một đài Tây Ninh và một đài An Giang, hai đài ra số 470, ghê hồn không? Mà tôi không biết ở đây là hồi xưa giờ mình không có, thành ra nghe người ta bàn đề, hồi xưa giờ mình nghe nhiều lắm, người ta cũng thua nhiều lắm chứ đâu có linh dữ vậy. Nhưng mà không biết sao mà kỳ này thằng cháu tôi nó bàn ra hai cái số mà chiều ra hai cái đài luôn, ra đốn số 470 ngày, tức là ông tiên ông cho tôi cái cặp cá là ngày hai tây tháng 8, thì qua ngày ba tây là tôi mua giấy, tôi hỏi ông giấy số là không có, nhưng mà chiều ngày ba tây là nó sổ ra 470, tức là trong cái ngày đó. Quý vị thấy ghê không đó, tôi còn chụp lại cái ngày sổ số luôn để tôi bỏ lên cho quý vị coi nè, tôi để chứng minh cái điều đó đó. Mà tôi không biết là nó trùng hợp hay là làm sao, tôi không biết đó. Cái tôi mới về bên Mỹ này, tôi cũng kể lại cho mấy đứa cháu ở đây nghe, nó nói thôi cậu mua vé số đi, mua lô tô, thì tôi mua đây mười mấy đồng thật lát cái rau. Mà cái số là nó đổ sổ này cả từng rồi, đâu có linh nghĩa gì nữa. Tôi nói nhưng mà nó cứ thử, nó kêu tôi cứ thử nhưng mà cuối cùng thật lát đó. Thì tôi đến chính lại là ông Tiên, có nghĩa là thằng cháu tôi á, nó tên là Tiên, mà hai vợ chồng nó chở con cá lóc đến cho tôi, nó cho tên, cho nên á,
cái sự trùng dịp vậy đó. Sáng tôi mới kể nghiêm túc, thành ra cái ông bán vé số ông đấy, tại vì tôi kể ông Tiên cho tôi ăn cá rồi, tối ăn cá nó đập cửa phòng tôi. Ông bán vé số ông đấy, anh làm gì có chuyện đó. Cái tôi nói có thiệt, bây giờ cái cặp cá còn đang ở dưới nhà tôi kìa, tôi đang rộng ở dưới á. Cái ông nói thì anh nói thì tôi tin, nhưng mà tôi nghĩ chuyện đó không có thiệt đâu, tại vì Tiên làm gì cho anh cá đó. Rồi tôi mới nói với ông, thực ra ông Tiên có nghĩa là thằng Tiên, nó là cháu tôi đó, nhưng mà tôi kể cho nó hơi ly kỳ chút xíu, thành ra tôi kêu nó là ông Tiên đó, cho nó cái câu chuyện nó hơi hấp dẫn chút xíu đó, là vậy đó. Cái tôi kể xong xuôi, cái lát cái ông anh rể tôi lên tôi cũng kể nữa. Cái ông nói con cá nó lại nó đập cửa cậu, là ở nó kêu thả tôi đi chứ. Bà mợ bà nói bữa nay mày mà mần hai cá nấu cháo tao không dám ăn, thôi bà đi về, bà bỏ bà về luôn. Tôi nghe vậy thôi tôi đem hai cá tôi thả hai cá luôn, chứ mình nghe mình cũng không có hứng thú ăn nó quý vị. Tại vì nãy mình kể mình nói có cái sự ly kỳ quá, tức là ông Tiên không cho mình, mà thực ra là thằng Tiên chứ mới là ông Tiên đó. Thằng Tiên là cháu của tôi, cháu con bà chị đó, nó tên Tiên, mà hai chồng nó chở con cá tới là tôi kể vô cho nó hấp dẫn như thôi, chứ thực ra nó là thằng cháu. Thì theo quý vị, nếu mà tôi kể vậy quý vị nghe mà tôi không đính chính, quý vị nghĩ là tôi nói dốc nó xạo, nhưng mà thật tình như vậy đó. Ông Tiên cho tôi con cá rồi, tối con cá nó đập cửa phòng tôi. Tôi mới nhớ sực lại, hồi đó má tôi cũng có kể câu chuyện, có cái bà kia bà cũng không bao giờ mua số đề. Cái bà nọ bà cũng suối hoài, bà nói sao bà không mua số đề thử coi đúng không. Bà này bà mới nói ôi chừng nào ông thằng Tài ông gõ cửa tôi kìa tôi mới mua, chứ ông không gõ cửa tôi không mua. Cái bà đó bà nghe bà ghét, khuya nửa đêm bà đi chợ bà đi ngang cái bà lại bà gõ cửa bà này cạch. Cái bà nói số, bà nói số, cái bà này bà đi mua thiệt, chiều bà trúng. nó chịu cái chuyện nó làm cho mình hơi không biết nói sao nữa, nhưng mà nó trùng hợp vậy đó. Thì cái câu chuyện của tôi kể là vậy đó, để cho quý vị suy ngẫm coi đó, nó mình có nên tin vào cái những cái giấc mơ, hay là tin vào cái sự, tôi không biết dùng cái từ gì cho nó tại vì mình cũng không biết đó. Nhưng mà thật ra bây giờ là cái ông kia ổng có thấy gì không mà ổng trúng hơn 1 tỷ bạc quý vị, hơn 1 tỷ rưỡi luôn. Cái giải Megabo này là hơn 1 tỷ rưỡi đó. Mà tôi cũng muốn trúng nhưng mà tôi không trúng. Thì kể cho quý vị chơi coi, nghe cho vui vậy thôi, chứ còn tin thì tôi hoàn toàn cũng chưa có tin lắm. Nhiều khi cái đó là cái sự trùng dịp thôi đó. Thì cũng kể cho vui để mà có cái video cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mình cũng đóng góp cho quý vị những cái hài hước chơi vậy ha. Thôi thì chúc tất cả quý vị một ngày thật là bình yên, hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại video sau. Xin chào tạm biệt. Đừng có tin lắm mà hết tiền nha quý vị. có mơ hay có gì đi nữa mình cũng nên đắn đo thật kỹ khi mà mình hành động. Ok, bye, hẹn gặp lại.